Hi everyone, our lesson today is Unit 7, Places to Go, Lesson 6. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài 7, Places to Go, Lesson 6. Alright, let's start our lesson with a listening part. We have exercise number 1. Listen and write a check or an X. Đây là bài tập nghe. Nhưng mà cô muốn các bạn ôn lại từ vựng về các nơi chốn mà mình đã học ở trong tiết học trước nha. Alright, everyone listen and repeat. Library. Library. Movie theater. Movie theater. Swimming pool. Swimming pool. Shopping mall. Shopping mall. Concert. Concert. Alright, yêu cầu đề bài của mình ở đây là nghe và đánh dấu tick hoặc là dấu cross. Nhưng mà các bạn lưu ý, ở đây người ta sẽ không nói theo trình tự A, B, C, D và E mà người ta sẽ nói ngẫu nhiên. Nên nhiệm vụ của mình, trước tiên con phải nghe được từ khóa, coi người ta đang muốn nói tới bức tranh nào. Và sau đó, nhiệm vụ thứ hai, cô sẽ nghe coi bạn nhỏ ở trong cái bài này có thường hay đi đến nơi đó hay không. Nếu như bạn này thường đi đến thì con sẽ đánh dấu tick. Còn bạn này không đi đến nơi chốn mà đang được đề cập đến thì con sẽ đánh dấu cross. Rồi câu số 1 là câu ví dụ, nên chúng ta sẽ cùng nhau nghe và làm bài thử nhé. Listening 70. Listen and write a check or an X. 1. Do you like watching movies? Yes, I do. Do you ever go to the movie theater? Yes. Rồi, mình ngừng ở đây chút xíu. Ở đây các bạn có thể nghe thấy được người ta đang đề cập đến movie theater. Dựa vào chữ movie theater mình sẽ xác định được à, tranh người ta đang cần nhắc đến là picture B. Và bây giờ nhiệm vụ thứ hai của mình là con nghe coi bạn nhỏ ở đây có đi đến movie theater hay không. Nếu có, con sẽ đánh dấu tick và không có, mình sẽ đánh dấu cross. Go to the movie theater? Yes, I sometimes go to the movie theater with my dad. À, bạn nhỏ ở đây nói là yes, I sometimes go to the movie theater. Nghĩa là bạn này thỉnh thoảng có đi đến movie theater. Vậy nên mình ở đây mình sẽ đánh dấu tick. Bây giờ các bạn sẽ làm 4 câu còn lại và sau đó mình sẽ cùng nhau sửa bài nhé. Are you ready? Do you ever go to concerts? No, I don't. I never go to concerts, but I like music. 3. Do you like swimming? Yes, I do. Do you ever go to the swimming pool? Yes, I do. I go to the swimming pool every Saturday. 4. Do you like reading? No, I don't. Do you ever go to the library? No, I don't. I never go to the library. 5. Do you ever go to the shopping mall? Yes, I do. I sometimes go to the shopping mall with my mom. It's boring. Have you finished? Now, let's check the answer together. Bây giờ mình sẽ cùng nhau sửa bài tập này nhé. 2. Do you ever go to concerts? Nơi mà người ở đây người ta đang muốn nhắc đến đó chính là concert. Concert, dựa vào chữ concert cô sẽ xác định được tranh người ta đang muốn nói đến là tranh E. Và bây giờ mình sẽ nghe tiếp coi bạn nhỏ này có đi đến concert hay không. No, I don't. I never go to concerts, but I like music. À, câu trả lời của bạn nhỏ này là No, I don't. I never go to the concert. Thì đáp án của câu E ở đây sẽ là crush. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sửa câu tiếp theo nhé. 3. Do you like swimming? Yes, I do. Do you ever go to the swimming pool? Rồi, mình có thể nhận thấy ở đây người ta đang đề cập đến swimming pool. Thì dựa vào chữ swimming pool, con có thể xác định tranh mà người ta đang đề cập đến ở đây là picture C, swimming pool. Vậy bây giờ mình sẽ nghe coi bạn nhỏ này có đi đến swimming pool hay không nha. Yes, I do. I go to the swimming pool every Saturday.
À, câu trả lời của bạn nhỏ này là yes, I do, nghĩa là bạn ấy có đi đến swimming pool, vậy nên the answer of C is tick. Tiếp tục câu tiếp theo nhé. 4. Do you like reading? No, I don't. Do you ever go to the library? À, bạn này đang hỏi do you ever go to the library? Library, dựa vào library mình sẽ xác định được tranh mà người ta đang nói đến là picture A, library. No, I don't. I never go to the library. À, bạn nhỏ này nói I never go to the library, nghĩa là bạn không bao giờ đi đến library. Vậy nên the answer of picture A is crush. And the last one. 5. Do you ever go to the shopping mall? À, nơi chốn người ta đang nhắc đến ở đây đó chính là shopping mall. Shopping mall. Yes, I do. I sometimes go to the shopping mall with my mom. It's boring. À, câu trả lời của bạn là yes, I do. Có nghĩa là bạn có đi đến shopping mall mặc dù bạn cảm thấy rất là boring, như là chán, nhưng mà bạn vẫn có đi đến trung tâm mua sắm cùng với mẹ. Nên the answer of picture D is tick. Now, let's move to the next part of our lesson today. In this part, we want to talk about verbs, adjectives, and prepositions. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ nói về verbs, động từ, adjectives, tính từ và prepositions, giới từ. Thì trước tiên mình sẽ nói về verbs trước nha. Verbs means động từ. Động từ là những từ nói về hoạt động của người hoặc là vật. Ví dụ như ở đây cô có read. Read means đọc sách. Thì đọc sách là một hoạt động của con người nên mình sẽ phân loại nó thành verbs. And the next example, run. Run means chạy. Đây cũng là chạy là hoạt động của con người hoặc là con vật luôn. Thì mình cũng sẽ phân loại chữ run này thành verbs. One more. Drink. Drink means uống nước. Thì uống nước là hoạt động của người và hoạt động của vật nên mình cũng sẽ phân loại chữ drink này thành verbs. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các động từ, ví dụ như sleep, swim. Và các bạn có thể giúp cô tìm thêm một vài cái động từ ở phần bên dưới này nữa nhé. And now, we're gonna move to adjectives. Adjectives means tính từ. Tính từ là những từ nói về tính chất, trạng thái hoặc là cảm xúc của người hoặc là vật nào đó. Ví dụ như big. Big means to hoặc là lớn. Cụ thể hơn ở đây là a big house. Một ngôi nhà to, thì chữ big này đang nói về tính chất của ngôi nhà nên người ta sẽ phân loại big này thành adjectives. I'm going to give you one more adjective. Nice. Nice means tốt hoặc là đẹp. Ví dụ như a nice day, một ngày đẹp trời. Thì chữ nice này đang nói về tính chất của chữ day nên ở đây người ta sẽ phân loại chữ nice này vào cột adjective. And another adjective, short. Short means ngắn hoặc là thấp. A short pencil. A short pencil. Thì ở đây chữ short này sẽ bổ nghĩa cho chữ pencil, đang nói về tính chất của pencil. Một cái bút chì ngắn thì nên người ta cũng sẽ phân loại chữ short này vào cột adjective. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các adjective như là fast, beautiful. Rồi, ở đây các bạn cũng sẽ giúp cô tìm thêm một vài cái adjective ở bên phần bên dưới này nữa nhé. And now we're going to talk about prepositions. Prepositions means giới từ. Thì thực chất các bạn đã được làm quen với một số cái giới từ trong các tiết học trước như là in, on, at và to. Thì ngoài bốn cái giới từ này mà mình đã học ở trong tiết trước ra thì còn rất là nhiều giới từ khác nữa, nhưng hôm nay cô sẽ giới thiệu với các bạn thêm ba cái giới từ thông dụng mà mình có thể gặp rất là nhiều trong các mẫu câu hàng ngày nữa nha. Ví dụ như with, for, of. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc lại những cái giới từ thông dụng để mình có thể nhớ rõ hơn về nó nhé. In, on, to, with, for, of,
Thì những cái chữ này người ta sẽ gọi đó là prepositions. Rồi, để củng cố thêm kiến thức về verbs, adjective và preposition, cô có một cái bài tập nho nhỏ dành cho các bạn. We have exercise number 3. Circle the verbs in red, the adjectives in blue, and the prepositions in green. Yêu cầu đề bài của mình ở đây là mình sẽ có 3 câu. Thì trong từng câu các bạn tìm coi cái nào là verbs, động từ, thì con sẽ khoanh tròn bằng màu đỏ. Cái nào là adjectives, tính từ, thì con sẽ khoanh tròn màu xanh nước biển. Và cái nào là prepositions, giới từ, thì con sẽ khoanh tròn bằng màu xanh lá cây. Thì ở đây, câu số 1 là câu example, là câu ví dụ, mình sẽ cùng nhau phân tích nó nhé. Minh is riding his new bike to school today. Thì như các bạn thấy ở đây, riding means lái hoặc là cưỡi ngựa đó. Thì lái xe hoặc là cưỡi ngựa, đây là hoạt động của con người, nên mình sẽ phân loại nó là verbs. Vậy thì mình sẽ circle the word riding in red, like this. And the next word, new. New means mới. Cụ thể hơn ở trong đây là new bike, chiếc xe đạp mới. Thì chữ new này nó đang nói đến tính chất của bike, nên ở đây nó thuộc nhóm adjectives, tính từ. Thì mình sẽ circle the word new in blue like this. And the last one, we want to find the preposition. As you can see, this one, two. Chữ two này theo như các bạn thấy nó nằm trong nhóm preposition hồi nãy mà mình mới vừa nói qua, nên mình sẽ khoanh tròn nó là màu xanh lá cây. Right. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm câu số 2 nhé. Number 2. I live in a small apartment. Rồi, như các bạn thấy ở đây mình có thể thấy chữ live. Live means sống. Đây là một hoạt động của con người, nên mình sẽ phân loại nó thành verbs. Vậy nên mình sẽ circle the word live in red. And the next one. Thế như các bạn thấy, rất dễ dàng nhận thấy in, chữ in hồi nãy mình có học nó nằm ở trong nhóm preposition. Theo như yêu cầu đề bài, circle preposition in green, vì mình sẽ khoanh tròn chữ in này, xanh lá cây. Và bây giờ nhiệm vụ của mình tìm thêm một cái adjective tính từ nữa là xong. Trong câu này, mình có thể nhận thấy chữ small này, nó đang nói đến tính chất của apartment. A small apartment, một căn hộ nhỏ. Vậy thì mình sẽ phân loại chữ small này là adjective và khoanh tròn nó thành màu xanh nước biển. Tiếp tục, number 3. I go to the beach on sunny days. As you can see, go means đi. Đi là hoạt động của con người hoặc là con vật luôn, nên ở đây mình sẽ phân loại nó thành prepositions, no, adjectives, no, it's verbs. Vậy nên mình sẽ khoanh tròn chữ go này, red. As you can see, we have two prepositions in this sentence, to and on. So we circle them in green like this. And the next one, adjective. As you can see, sunny. Sunny days mean những ngày nắng đẹp. Vậy bây giờ, chữ sunny này nó đang nói về tính chất của chữ days, những ngày nắng. Vậy mình sẽ phân loại nó thành adjective, sunny. Vậy mình sẽ khoanh tròn nó thành màu xanh nước biển như vậy. It's easy, right? Now I have one more exercise for you. Exercise number 4. Read the sentences from 3. Write sentences about you. Include a verb, a noun, a preposition, and an adjective. Rồi, yêu cầu đề bài của mình ở đây là đọc lại những câu ở trên bài tập số 3. Để mình có thể dễ quan sát hơn, cô sẽ chiếu lại các câu trên bài tập số 3 ở trên đây. Tiếp tục, viết một số câu về bản thân của mình, cụ thể ở đây là 3 câu. Bao gồm một động từ, a verb, một danh từ, a noun, một giới từ, a preposition, và một cái tính từ, an adjective. Mục đích mà đề kêu con đọc lại những câu ở trên bài tập số 3 là để con lấy những cái câu này làm ví dụ để mình có thể dễ hình dung hơn, và sau đó viết thành những câu về bản thân mình. Ở đây nhưng nhớ trong câu của con phải bao gồm a verb,
a noun, a preposition, and an adjective. All right, that's all for our lesson today. Thanks for watching. Bye.